Con trai đi bộ đội bất ngờ trở về nhà mà không báo trước khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt vì chứng kiến hình ảnh của hai bố con. Dù con có khôn lớn đến đâu, ra ngoài trưởng thành nhường nào thì khi trở về nhà vẫn là đứa con bé bỏng của bố mẹ. Xa nhà đã lâu, nay anh bộ đội trở về nhà để tạo bất ngờ cho gia đình. Nhìn gương mặt hớn hở, cười rất tươi khi nhìn thấy người bố cũng đủ để khiến người xem cảm thấy hạnh phúc lây. Bất ngờ nhìn thấy cậu con trai trước mặt, ông bố cũng không giấu khỏi sự vui mừng, hạnh phúc. Thấy con mình khỏe mạnh trở về, người bố liền ôm chặt lấy con trai. Cái ôm thay cho những tình cảm khó nói ra nên lời. Tưởng chừng một cái ôm đơn giản nhưng nó lại chứa đựng biết bao nỗi nhớ nhung qua ngày. Có lẽ đó cũng chính là điều mà nhiều người ao ước, rằng mình có đủ dũng khí để ôm bố mẹ như vậy. Đoạn video ngắn nhưng đã khiến cho không ít người tự trách bản thân mình tại sao chưa từng ôm đấng sinh thành chặt như thế. Bạn nghĩ sao sau khi xem xong video? Comment ngay cho TVChan được biết nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TVChan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.